Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng nhau dán sờ kín mẫu 04 cho laptop Dell P54G. Như các bạn đang thấy ở trong video, chiếc laptop đã cũ và trơn sơn chảy keo, chủ nhân của chiếc laptop này muốn khoác lên mình một mẫu sờ kín mới để thể hiện được tính cách của bạn ý. Đầu tiên, chúng ta sẽ dán mặt trên của laptop. Chúng ta sẽ bóc miếng dán sờ kín ra khỏi miếng dán. Ươm miếng dán sờ kín vào mặt trên laptop. Vì miếng dán được làm từ chất liệu 3M nên trong quá trình ướm, nếu có đặt sai thì chúng ta có thể nhấc ra đặt lại. Sau khi ướm xong, chúng ta sẽ lấy gạt chuyên dụng để đẩy hết bọt khí còn sót lại và miết làm cho đều keo dán nhất có thể. Tiếp đến, chúng ta sẽ dán sờ kín cho phần khung viền màn hình máy. Chúng ta sẽ ướm miếng dán sờ kín lên khung viền màn hình laptop. Vì phần chi tiết này khá nhỏ nên chúng ta chỉ cần dùng tay để miết cho đều keo nhất có thể là xong. Tiếp đến, chúng ta dán sờ kín tắc tắc vào khung viền cho bàn phím. Chúng ta sẽ ướm miếng dán sờ kín cho khung viền bàn phím laptop vào. Các bạn chú ý các chi tiết khung viền rất nhỏ nên khi ướm cẩn thận không các miếng dán sẽ dính vào nhau. Miết đều bằng gạt hoặc tay cho đều keo nhất có thể. Tiếp đến chúng ta sẽ dán từng sờ kín lên từng phím của laptop. Chúng ta sẽ sử dụng kẹp gắp chuyên dụng để lấy những sờ kín bàn phím ra khỏi miếng dán và gắn vào phím.
các bạn yên tâm, khi các bạn mua sờ kim bền xốp sẽ có đầy đủ phụ kiện để hỗ trợ bạn dán. A few moments later. Cuối cùng là chúng ta sẽ dán phần mặt đáy của laptop. Ươm miếng dán vào phần mặt đáy của laptop. Trong quá trình dán, nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc gì, xin vui lòng để lại lời bình luận ở phía dưới video để bên mình được biết. Vì được làm từ chất liệu 3M, nên trong quá trình dán chúng ta có thể tháo thích nhất ra dán lại vô tư như mình nói ở trước video. Gạt đều mặt đáy của laptop cho đều keo. Để có thể mua được sản phẩm chính hãng, các bạn vui lòng liên hệ đến số hotline và địa chỉ hiển thị ở trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của chúng tôi.